Xin chào các bạn đã quay trở lại video. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái mảnh ghép nho nhỏ thôi. Đó là cái vấn đề khi các bạn quay video ấy, khi các bạn muốn truyền tải cái nội dung của bài giảng, thì các bạn muốn trở thành một người chuyên nghiệp thì các bạn đừng bao giờ phụ thuộc vào cái giáo án. Mình thấy rất là nhiều bạn có những cái rất là không chuyên nghiệp ở chỗ là gì. Khi các bạn giảng bài ấy, các bạn phải nhìn vào tài liệu, nhìn vào giấy tờ để các bạn đọc. Các bạn sẽ thấy một cái điều bất cập khi các bạn quay mà các bạn sử dụng cái tài liệu để các bạn đọc, thì cái feeling trong lúc giảng giải rồi là cái biểu cảm của khuôn mặt cũng như là các cái hành động về ngôn ngữ cơ thể thì nó sẽ bị triệt tiêu. Bởi vì đơn giản khi các bạn không thuộc thì các bạn buộc lòng phải nhìn vào, mà nhìn vào đọc thì cái não bộ của bạn phải tập trung vào việc đọc, thì tất cả những cái thứ khác nó sẽ không còn trở nên tự nhiên và nó phiêu linh nữa. Chính vì vậy là các bạn hãy cố gắng trước khi quay, hãy lưu tâm và học thuộc cái nội dung các bạn muốn truyền tải cho học viên. Và nếu như khi các bạn đã học thuộc rồi và các bạn sợ rằng là trong quá trình các bạn nói mà sẽ gặp vấn đề, chẳng hạn như là chỉ sợ mình quên, thì tốt nhất là các bạn hãy liệt kê ra một số cái ý mình muốn nói theo cái dạng là chỉ gạch đầu dòng ngắn thôi. Thì khi bạn nhìn vào những cái từ ngữ đó thì các bạn sẽ biết ngay bạn sẽ muốn nói gì. Ví dụ như một cái bài giảng có ba cái phần bạn muốn nói, thì cái phần một bạn chỉ gạch này, nói về khuôn mặt này, rồi khuôn mặt, hai là biểu cảm như thế nào, ba là ngôn ngữ ra sao. Thì các bạn chỉ cần gạch ra ba những ý này, vì trước khi bạn quay thì bao giờ bạn phải luyện tập rồi. Sẽ có ít những cái người có khả năng mà ngay lập tức quay được luôn. Cái điều đó là có, nhưng mà sẽ có ít. Khi mà các bạn đã làm lâu một cái vấn đề nào đó, làm nhiều lần ấy, thì các bạn sẽ có những cái bản lĩnh và những cái phản xạ riêng. Nhưng lúc mà các bạn bắt đầu mới thì các bạn nên luyện tập học thuộc trước đi. Học thuộc những cái bài giảng của mình để khi mình giảng bài nó thả hồn được vào và nó không bị vấp. Và nếu như các bạn cần thì các bạn chỉ nốt ra một vài cái ý để các bạn muốn nói về cái gì thôi. Thì nhờ cái việc đó thì các bạn sẽ cảm thấy mình chuyên nghiệp hơn. Bởi vì một cái người học viên thì người ta cũng không thích là học một cái người mà không chủ động cho cái việc gọi là cái nội dung của họ muốn truyền tải. Cho nên là một cái yếu tố này là một yếu tố rất quan trọng. Và cái yếu tố này là cái yếu tố rất dễ để nhận thấy rằng là bạn có năng lực đào tạo hay không. Cho nên chúng ta sẽ không thể đọc được đâu. Các bạn sẽ phải loại bỏ cái phương án đọc đi và hãy luyện tập đứng trước gương làm nhiều lần rồi các bạn học thuộc đi. Và chỉ cần nốt ra vài cái ý là các bạn có thể ngồi, có thể quay thoải mái. Thì đó là cái mong muốn của mình và cũng là cái mà mình muốn nói rằng các bạn phải chú ý cái việc mà nhìn giáo án sẽ mất chuyên nghiệp nếu như các bạn phải phụ thuộc vào giáo án. Và video ngắn này mình xin được kết thúc ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.